Giang Huy 93 xin chào quý khán giả. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả nhiều tính năng mới trên iPhone mà không phải ai cũng biết. Khi anh chị nâng cấp lên iOS từ 17.0 lên 17.1, nó sẽ có vô vàn những tính năng mới rất là hữu ích cho anh chị như sau. Đầu tiên á, thì trong mục cài đặt, bây giờ trong mục cài đặt ở cái thanh tìm kiếm mục cài đặt như thế này, nó đã có cái mic nói. Anh chị không cần bấm phím nữa, mà anh chị bấm vào cái mic anh chị nói luôn. Bây giờ anh chị chỉ cần bấm vào trong cái mic này, anh chị nói là nó sẽ tìm kiếm những cái tác vụ trong mục cài đặt cho anh chị. Bàn phím. Và anh chị sẽ thấy là nó đã tìm kiếm xong, thay vì anh chị phải bấm phím ở dưới này. Và nếu như máy anh chị nào mà không có cái tính năng này thì anh chị có thể cập nhật lên hệ điều hành iOS mới nhất là iOS 17.1. Hoặc là anh chị có thể bấm cái mic ở trên bàn phím ở đây để anh chị nói, nó cũng tìm kiếm ra anh chị như thế. Nhưng bây giờ nó tích hợp vào trên đây thì nó sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Một tính năng cực kỳ hay nữa, đó là khi mà anh chị bấm vào tấm ảnh, anh chị sửa, bấm vào chữ sửa, anh chị bấm vào cây viết, anh chị bấm vào dấu cộng, anh chị bấm vào thêm nhãn dán. Cả từ bây giờ nó sẽ cho phép anh chị dán những cái tấm nhãn lên như thế này, rất là đẹp mắt luôn. Chẳng hạn như anh chị dán trái tim này vào trong đây. Ở trong một ảnh anh chị sửa và anh chị có nhãn dán, anh chị có thể zoom to, zoom nhỏ cái nhãn dán này đều được. Và sau khi anh chị bấm xong thì bấm xong thêm một lần nữa. Kể từ bây giờ tấm ảnh này nó sẽ có cái nhãn dán. Tất cả những cái tính năng này rất là hay, anh chị có thể sử dụng hàng ngày, chèn vào trong những tấm ảnh nhiều tích cơ rất là đẹp. Chỉ cần anh chị bấm vào chữ sửa, anh chị bấm vào cây viết, anh chị bấm vào dấu cộng ở dưới cùng, anh chị thêm nhãn dán. Bên trong đây không chỉ có nhãn dán bao nhiêu đây, mà nó có rất là nhiều nhãn dán khác nữa. Anh chị thấy rất là nhiều nhãn dán, nhãn dán giống như trên bàn phím của anh chị luôn. Và khi mà anh chị chọn nhãn dán như thế này á, chẳng hạn như anh chị chọn cái nhà đi, ví dụ như vậy, anh chị có thể zoom to ra và anh chị chèn vào hình ảnh. Thực ra đây là một trong những cái thủ thuật chỉnh sửa ảnh rất là đẹp. Nếu như mà anh chị biết áp dụng thì anh chị sẽ cho ra những cái bức hình vô cùng sống động. Em sẽ ví dụ cho anh chị xem, ở đây có một cái củ sạc pin iPhone. Nếu như anh chị nhìn một cái củ sạc như thế này không á, thì nó sẽ đơn điệu. Thì anh chị bấm vào sửa, anh chị bấm vào cây viết, anh chị bấm vào dấu cộng, anh chị thêm nhãn dán. Và trong cái nhãn dán này ở đây á, nó có rất là nhiều mục để chọn nè. Khi mà anh chị bấm vào cái hình đồng hồ này á, là những cái anh chị đã sử dụng rồi hoặc là thường xuyên sử dụng. Đây, nhãn dán, không có nhãn dán. Chọn vào cái mặt cười, nó sẽ ra rất là nhiều nhãn dán ở đây. Khi mà anh chị ra rất nhiều nhãn dán ở đây á, mặc định ở đây, anh chị còn chọn rất là nhiều những cái nhãn dán khác nữa. Anh chị tha hồ chèn vào và anh chị chỉnh sửa rất là nhiều nhãn dán luôn. Bây giờ thì anh chị thấy cái nào phù hợp thì anh chị cứ chọn một cái để anh chị mang vô. Rất là nhiều nhãn dán ở đây, anh chị thấy nè. Tha hồ anh chị lựa chọn. Anh chị mặc sức sáng tạo cho mình những tấm ảnh đẹp bằng những cái nhãn dán đơn giản có sẵn trong máy. Sau khi anh chị làm xong, anh chị bố trí xong, anh chị làm cho những cái bức ảnh này nó trở nên hài hòa đẹp mắt hơn thì anh chị bấm xong. Bấm xong một lần nữa thế là xong. Còn nếu mà anh chị lỡ sửa rồi á, mà anh chị muốn quay về, anh chị không muốn sửa nữa thì anh chị bấm vào chữ sửa. Sau đó trên cùng á, nó có cái chữ màu đỏ phục hồi, anh chị bấm vào chữ phục hồi ở đây. Anh chị bấm vào chữ phục hồi. Anh chị bấm phục hồi nguyên bản. Sau đó tấm ảnh của anh chị nó quay về nguyên bản, nghĩa là anh chị chưa có sửa. Nó rất là dễ sử dụng. Và một cái tính năng vô cùng hay nữa, đó là cái phím tắt chuông ở đây. Thay vì anh chị nhấn cái nút thì bây giờ nó có cái phím tắt chuông. Thay vì anh chị phải bấm cái phím bên cạnh để tắt chuông,
thì đối với người dùng sử dụng iPhone 15 chỉ cần vuốt từ trung tâm điều khiển xuống, mình bấm vào chuông, đây là có chuông và đây là không có chuông. Đang ở chế độ im lặng, rất là dễ dùng. Và tính năng này chỉ sử dụng trên iPhone 15 thôi nha anh chị, còn iPhone các đời trước thì hiện tại chưa có. Thêm một tính năng mới nữa trên hệ điều hành iOS 17.1, đó là anh chị vào trong mục cài đặt. Thì trong mục cài đặt này á, nó sẽ có một cái tính năng thông minh. Khi anh chị vào chế độ chờ, thì ở đây á, anh chị sẽ có cái mục màn hình, anh chị chọn vào đây. Lúc này nó sẽ có chế độ tắt màn hình tự động sau 20 giây hoặc là không tắt. Nghĩa là khi anh chị sạc pin, để cái điện thoại nằm ngang thì màn hình 20 giây nó sẽ tắt, nghĩa là như thế này. Khi mà anh chị cắm cái điện thoại vào, anh chị khóa cái màn hình lại. Và cái chế độ tắt màn hình thông minh này nè, khi mà anh chị lựa chọn á, thì anh chị để nằm ngang như thế này. Nếu như anh chị chọn vào cái chế độ 20 giây thì 20 giây sau nó sẽ tắt, hoặc là nó tự động nó tắt và nó không bao giờ tắt, lúc nào nó cũng hiện thời gian như thế này hết. Đối với những anh chị nào mà anh chị thấy cái đồng hồ anh chị á, chạy không đúng thì anh chị có thể dễ dàng chỉnh sửa ở đây nha anh chị. Ở đây anh chị có thể vuốt lên vuốt xuống chỉnh sửa. Và cái tính năng này á, nó sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh theo ý muốn. Thay vì bình thường á, anh chị để nằm ngang nó sạc pin hoài nó không tắt, thì bây giờ anh chị có thể lựa chọn tự động, là tự động cái máy nó nhận biết và tự nó tắt cho anh chị. Anh chị chọn 20 giây thì sau 20 giây nó tự động nó tắt xuống. Anh chị chọn không, nghĩa là lúc nào nó cũng sáng cái đồng hồ chờ, không bao giờ tắt. Khi để chế độ điện thoại nằm ngang và cắm sạc pin. Một tính năng rất an toàn và thông minh nữa trên iPhone, đó là tính năng liên lạc an toàn. Thì anh chị vào trong cài đặt. Anh chị vào trong một thời gian sử dụng. Anh chị bật chế độ thời gian sử dụng lên. Anh chị bấm vào dòng đây là điện thoại của tôi. Sau đó anh chị kéo lên. Anh chị sẽ thấy xuất hiện một cái mục gọi là liên lạc an toàn. Khi anh chị bật cái liên lạc an toàn lên á, ở đây nó có một cái liên lạc an toàn, nghĩa là nó sẽ phát hiện ảnh và các video khỏa thân khiêu dâm trước khi nó được gửi xem hiển thị trên thiết bị của mình. Nó chặn hết và nó tránh những cái cuộc gọi không mong muốn, mang tới cái lợi ích an toàn cho người sử dụng. Thì anh chị bật tính năng này lên. Đối với những anh chị nào mà thường xuyên bị làm phiền bởi những kẻ biến thái thì tính năng này cực kỳ hay nha anh chị. Bây giờ thì mình quay lại. Vậy là xong. Tính năng này cực kỳ hay và an toàn. Và một tính năng cực kỳ hay nữa trên hệ điều hành iOS 17, đó là khi mà anh chị nào đang sử dụng tai nghe AirPods. Đây là tai nghe AirPods nha anh chị. Đây, tai nghe AirPods chính hãng. Thì nó sẽ có thêm một cái tính năng mới nữa rất là hay. Đặc biệt là những cái tai nghe mà nó có cái chỗ chạm như thế này nè, là anh chị sử dụng cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ tiện lợi. Anh chị chỉ cần vào cài đặt, anh chị thấy cái tai nghe anh chị đang kết nối ở đây, anh chị chạm vào. Thì bây giờ nó sẽ có một cái tính năng mới nữa. Ở chỗ này á, nó sẽ cho phép anh chị tùy chỉnh điều khiển cuộc gọi trên tai nghe. Cái đáng giá nhất ở đây á, là cái chỗ tắt tiếng và bật tiếng. Thì á, thay vì á, bình thường á, anh chị đang nói chuyện với ai đó, thì anh chị muốn nói chuyện với người khác mà người đang trò chuyện với anh chị không nghe thấy á, anh chị chỉ cần chạm vào đây một cái là nó có thể là tắt tiếng đi, và anh chị chạm một cái nữa là nó bật tiếng lại, nó sẽ không gây phiền toái cho đầu dây bên kia. Thì ở đây nó có thêm cái tính năng tắt tiếng và bật tiếng, nhấn một lần anh chị có thể tùy chọn nó ở đây là nhấn hai lần hoặc là nhấn một lần. Anh chị nào mà xài quen cái nào thì tùy anh chị lựa chọn. Anh chị có thể bấm vào tắt tiếng, chọn một lần và hai lần để tắt tiếng. Và em lấy một cái ví dụ cho anh chị xem. Ví dụ như bình thường anh chị đang gọi cho ai đó, anh chị bấm vào trong cái chữ này để anh chị tắt tiếng. Thay vì anh chị bấm vào trong cái này để tắt tiếng, thì bây giờ anh chị chỉ cần chạm vào cái chỗ này là nó tắt tiếng. Anh chị chạm lên tai nghe là nó tắt tiếng.
nó rất là tiện lợi. Nó mang tới lợi ích cho người dùng rất là lớn. Và tính năng cuối cùng em muốn giới thiệu đến quý khán giả, đó là tính năng lựa chọn tin nhắn trên SIM khi anh chị đang sử dụng hai SIM trên iPhone. Khi mà anh chị mở cái tin nhắn ra như thế này, anh chị sẽ thấy ở đây nó có cái ba chấm, anh chị bấm vô. Lúc này nó sẽ có hai số điện thoại ở dưới cùng. Anh chị chọn cái số đầu tiên, nó sẽ hiển thị tất cả những cái tin nhắn trên cái SIM đó. Còn nếu như anh chị lựa chọn cái SIM bên dưới, nó sẽ hiển thị tất cả những tin nhắn đến từ cái SIM bên dưới. Nghĩa là anh chị có quyền lựa chọn tin nhắn để xem SIM phụ hoặc là SIM chính trên iPhone một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Càng nâng cấp thì nhiều tính năng hay, an toàn hơn và anh chị sử dụng mượt mà hơn. Video đến đây là hết. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành. Em xin thân ái chào tạm biệt.